với tội người tội ác lắm. Tội ác hơn ông nữa là xử kiểu làm sao? Khác hơn ông kiểu như thế nào? Ừ, không phải do cổ dầu thì ta xuống 18 tầng địa ngục. Bỏ vô chỗ dầu hả? Ừ. Rồi Không nếu có mà xuống dưới 18 tầng địa ngục là cối xây tử thần. Cối xây tử thần hả? Ừ. Là xây gì dưới? Có cái cối xây đó như ở ngoài giữa dũng vậy đó. Ừ. Nó cứ xây mình phải chạy vào, giữa không chạy ngừng lại là cái cối xây đó đập vô người mình vắng dũng mình chết. Răng gì? Có ba cái cạnh như nó như có hình Răng xuống ao phải không? có quạt cái đó cũng rồi, nhưng mà cái đó là cái thác nước khổng lồ luôn, Vậy hả? Ghê à? nó chạy liên tục vậy đó, Ghê vậy? ngừng lại là cái đó nó quánh trúng là chết. Ừ. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngay cái nơi mà trước kia mình cách đây mấy ngày đó các bạn, mình đến đây mình gặp một hương linh, họ nói họ ở dưới địa ngục mới chui lên cả nhà. Thì hôm đó mình có cúng kiến cho họ, rồi mình có hỏi họ có muốn đi về chùa nghe kinh Phật hay không, nhưng mà họ nói có tiền không cho họ một ít, nhưng mà hôm đó thật sự là trong cái bóp của mình không có đem theo tiền cả nhà. Thì hôm nay mình quyết định trở lại đây để tìm họ, để mình gửi cho họ một ít tiền và mình sẽ giúp cho họ đi về chùa nghe kinh Phật nha cả nhà. Tại vị trí này nè cả nhà. Hôm nay tôi đến đây tìm quan hồn của ông thầu chơi số đề ở dưới địa ngục mới chui lên, nghe ông nói ông khổ sở gì đó. Thì hôm nay ông có quay quẩn ở nơi này, thì ông hãy xuất hiện đi để chúng tôi sẽ giúp cho ông. Sao hôm nay không thấy ta? Tại vị trí này nè cả nhà. Bữa đó mình cúng cho ông ta tại vị trí này. Chỉ còn đèn cày thôi, còn bánh thì chắc có lẽ mấy chú chuột thỉnh rồi cả nhà. Chú có quay quẩn ở đây thì chú hãy ra đi nha. Chú đâu rồi? Ở đó hả? Nghe đâu trong lùm cây này trời. Có phải ông ở trong cái lùm cây này không? Nó ông không nghe vậy ta. Ông đây ha. Tôi nè, cái người mà đi tìm hương linh đó. Cái này một hai đêm trước á, tôi gặp hương linh đó, rồi hương linh than khổ, hương linh nói là ở dưới địa ngục mới chui lên đó. Không nhớ luôn hả?
Tôi là thầy Pháp đi giúp vong. Nhưng mà tôi là con cháu đời thứ 8 của gia tộc của tôi. Thành ra tới năm 2024 mà vẫn còn thầy Pháp là nói chung là ông bà tổ tiên của tôi là ngày xưa cũng làm thầy á, mà bên thầy Pháp rồi truyền lại cho ông bà cha mẹ tôi sau này rồi tới tôi. Bữa đó nghe ông nói ông ở dưới địa ngục chui lên á, rồi có ông nói ông địa ngục ông chui lên rồi ông làm thầu đề. Rồi đâu rồi? Ông đi đâu rồi? Bánh đó là sao tôi cúng kiến được, sao tôi gửi tiền cho ông? Ông đi qua đây đi. Ông ấy thì tôi cúng kiến tại vị trí bên đây rồi ông qua ha. Ông qua thì tôi gửi cho ông một ít giấy tiền rồi mời ông dùng bánh rồi giúp cho ông đi về chùa nghe kinh Phật nha. Ông đây phải không? Ông đó thì ông đứng ở đây. Chỗ này đặt máy rất là khó khăn luôn đó nha. Cỏ quá. Rồi tôi cúng kiến tại vị trí này nè. Ông qua đây ông hưởng rồi gửi cho ông ít giấy tiền vàng bạc. Tại đó giết người nhiều quá, đòi nợ rồi người ta chơi thiếu nợ rồi đòi ép người ta chết. Có rồi nào nào nói tôi hiền mà. Hiền hả? Tôi đâu có giết ai đâu, sao cậu nói vậy? Cái này toàn đi gặp vong xảo trái không, mới bà hổm nói làm thầu đề. Lính tôi giết đâu. Trời ơi, còn đổ quen cho tôi quá. Rồi bà hổm xin tiền rồi nay lấy không? Lấy thì người ta gửi, không lấy thì thôi. Ủa, sao không? Không. Số miễn bàn. Tôi ghi cho mấy con. Thôi thôi, số là no. Người đi giúp vong mà đâu có liên quan đến số đề, số gì. Với số cũng không chơi nữa, với số chơi với cũng ghiền. Tôi mà chỉ mua một ngày với số biết nhiêu tiền nói, tôi đâu có mua. Giàu hay không là tự làm thôi chứ không có trông chờ những cái tiền đó, biết không? Trông chờ tiền đó biết chừng nào. Chúng được lô 10 triệu thua 300 triệu á. Bán nhà luôn, bán đất đi luôn. 10 ngàn á, tử rủi. Ừ.
nè, tiền đó. Muốn đốt thì ta đốt cho, không đốt thì khỏi đốt cũng được. Cũng ngon, trốn lên đây không có một đầu câu hoặc ngựa nào tìm được. Trốn lên đây được ngồi muốn chết luôn. Gái đừng có tìm thấy. Mà chiếu chú này cũng rất về chỗ rồi, đâu có tìm được mình nữa. Sao không mày lên trên Trần Gian này được mấy ngày rồi? Ông kể thật cho tôi nghe coi. Trời ơi, trốn lên được 4 ngày rồi. 4 ngày hả? Rồi gặp cậu với bữa trước á. Thường thường vong họ mặc đồ trắng là những bộ đồ này là ở đâu có mình mặc? Xuống dưới ông Vinh Vương cắt cho ngừng bộ. À, đúng rồi cả nhà, không biết phải đúng hay không nữa. Quý anh chị và các bạn nhớ để lại một comment cho mình biết nha. Vinh Vương hả? Phát người mấy bộ? Cho người bộ, với lúc mình cắt người thân đốt cho nữa. À, người thân đốt quần áo cho nữa hả? Ừ. Mà đốt toàn đồ trắng không hả? Ồ, trắng là nhiều.
Sao tôi thấy người ta đốt đồ mèo mà xuống dưới chuyển ra màu trắng hay sao ông ơi? Đúng rồi, tại đốt khói cho nó dồn nát rồi, nó qua con màu. Ở trên đốt đồ gì cũng vậy á, xuống dưới nó cũng tự thành màu trắng à, còn chuyển sang màu trắng không. Còn mấy dông mà màu mè, mấy dông nó toàn mua chuột không á. Giống như là me là mình phải mặc đồ trắng ha. Mấy dông mà muốn ăn mặc sành điệu phải mua chuột đầu trâu mặt ngựa mới được mấy bộ đồ đó. Còn không mấy là phải trốn lên đây xong rồi nhát người ta mới đốt cho. Rồi ở dưới hổm tôi nghe ông nói ông ở 20 năm chứ có khi nào ông bị điều tra lại mấy cái chỗ mà kiểu như chảo dầu rồi không? Ồ, tôi thấy mấy cái đó tôi sợ lắm, nhưng mà tội tôi không có phải vô tới chỗ chảo dầu. Chảo dầu là tội gì? Hổm Ủa nghe tôi ông nói ông bị kẹp gì đó phải không? Tôi bị kéo. Kéo hả? Kéo bằng cách gì? Trời ơi, xiết như là giờ tay chân tôi là cột vô một cái cọng, có cái vòng mà đó, xong rồi người ta xiết cốt hết, xong rồi nó đâu có máu, nó cứ quay 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 gì nữa, cái đó nó sẽ lỏng ra từ 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 tôi giờ ra Rồi có khai không? có chú. Nhưng mà tội đó là mình bị rồi, người ta biết rồi, người ta mới tra tấn mình, nó cho để tôi như nằm trên cái giường vậy đó, xong nó lấy cái đồ nó quay như cái tay cầm quay máy cò máy khế á, nó quay tôi cái đó lỏng ra là nó kéo tôi về ra hoài vậy đó. Chừng nào tôi hết chịu nổi thì thôi. Nhưng mà nói chung là cái hình thành kêu bằng cái đó là kêu bằng cái gì, cái đầu kéo đó kêu bằng cái gì? Đó, tôi kêu cái gì tôi không nhớ, tôi nhớ là con rửa cho tắm rồi cái đó. Ủa có đồ anh đây sao, Gì vậy? cái đồ kéo anh đây sao, nó kéo là có thể banh xác luôn á, nó kéo là có thể gần gốc coi từng khúc luôn. Đó là mấy cái tội hại giết người rồi đó, là mấy mấy bị đúng không? Nhưng mà tôi không có bị hên là tôi không có banh tay. Banh thay chứ hả? Tôi còn nguyên. Cột bốn con tay kéo không? Bốn chân ở hai chân hai tay. Đúng rồi. Rồi nó cho con gì kéo? Về thì nha xe ở dưới đó, nó cứ cầm nó quay nè, dưới mấy thằng đầu trâu mặt nữa. Nó quay vậy hả? Nó xây cái đó ra, nó kéo tôi về ra hoài vậy đó. Nó xây nó kéo ông bao nhiêu lần vậy mà ông chưa có banh xác? Nó kéo qua lần luôn mà thấy tôi không có sao hết nên nó bỏ qua, nó bắt tôi đi qua chịu hình phạt khác. Hình phạt khác là hình phạt gì? Nó bỏ tôi vô một cái hòm á, xong nó lấy đồ nó đem xuống. Bỏ vô hòm hả? Ồ, Ở đây nắp hàng là không? có hòm kiểu là có hòm hình vuông của mình á. Bỏ ông vô đó làm gì? Hòm cây hay là hòm bằng sắt? Bằng sắt, nó bỏ vô xong nó lấy đồ á, đem qua nhà thôi, nó cưa mà hôn không khao. Mạng tôi lớn nên tôi không có bị gì hết á. Tại lúc đó là nó kéo người tôi, với tôi không ăn uống gì, tôi đến nhôm mà. Rồi những lúc mà ông ở dưới ông có thấy những quan hồn mà ở trên trần gian cũng như là hại người rồi đó, rồi làm việc ác rồi đó, đi xuống dưới.
bị xử tội như thế nào ông có biết không? Ôi, nó xử tội nhiều tội ác lắm. Tội ác hơn ông nữa là xử kiểu sao? Khác hơn ông kiểu như thế nào? Không phải do chỗ dầu thì ta xuống 18 tầng địa ngục. Bỏ cho chỗ dầu hả? Rồi Không nếu có mà xuống dưới 18 tầng địa ngục là có xây tử thần. cối xây tử thần hả? Là xây gì chứ? Có xây đó như ở ngoài giữa dũng vậy đó. Nó cứ xây mình phải chạy vào giữa không chạy ngừng lại là cái cối xây đó đập vô người mình văng đụng mình chết. Răng Có cối có ba cái cạnh nó như có hình răng xuống ao có quạt cái đó cũng rồi, nhưng mà cái đó là cái thác nước khổng lồ luôn, không? Vậy hả? Ghê. nó chạy liên tục vậy đó, Ghê. ngừng lại là cái đó nó quánh trúng là chết. Không 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 chạy thì cũng chết. Ai có oan hồn mà kêu cổ tự giận đâu á, mấy cái oan hồn đó cứ vậy kêu cổ suốt luôn. Chừng nào mà ngay chỗ người đó kêu cổ mà có người lại thế mạng kêu cổ á là người đó mới được đi siêu thoát. Treo cổ suốt là treo cổ không sao? Giờ vậy kêu cổ hoài vậy đó, ngày 24 giờ phải kêu lặp đi lặp lại hoài vậy á. Cũng như là ở dưới Long Phủ đồ cho mặt ngựa phải bắt họ thao tác những cái việc mà trước kia họ đã tự tử đúng không? Leo lên leo xuống rồi treo đi treo lại hoài luôn vậy hả? Kêu 24 giờ phải kêu liên tục lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Tới chừng nào mới hết? Mới Tới thôi. chừng nào có người kêu cổ ngay chỗ người đó đã mất thế mạng cho người đó mới hết. À, tới người khác xuống rồi làm y chang vậy hả? À. Cái đó là người ta kêu kéo người khác xuống thế mạng cho mình. Như mấy cái vụ mà ma da kéo người để thế mạng để đi siêu thoát á. Ở dưới có gặp quan hồn nào bị ma da kéo chết không? Trời ơi, nhiều lắm. Đâu ông kể tôi nghe vài người coi. Ở dưới nhiều lắm. Rồi cậu biết ma da đâu mà. Đó giờ cậu làm gì thấy ma da được. Ma da dữ lắm, thấy nó rồi sợ tóm loạn luôn nha. Mấy quan hồn ở dưới á, là bị chết dưới nước là bị ma da kéo á, xuống dưới bị xử như sao? Thì vậy thành ma da kéo gậy người khác mới được đi siêu thoát. Vậy là mấy quan hồn đó là không có được Cái đó diêm là vương xét tội hả? người ta không có bị xử tội, người ta kêu là chết quan chết yêu, À, phải chết. kéo người nào đó thế mạng mới đi siêu thoát được. Rồi kéo không được rồi sao? Kéo không được thì thành ma da lạnh lẽo ở dưới sông dưới biển tối ngày vậy. Suốt cuộc đời là suốt mùa thu luôn hả? Chừng nào kéo được thì thôi, có nhiều con ma da ở cả 100 năm cũng không kéo được ai hết. Ở trần gian 100 năm mà không kéo được ai hả? Cái khu đó là xui dám mấy có người vậy, đâu phải muốn kéo ai cũng được đâu, phải hợp với nó. Còn nhiều người mà mạnh quá kéo xong họ đập nó cũng chạy mất tiêu. Vậy hả? Nó chỉ hù dọa thôi, nó thấy người ta cầm cây đánh nó đằng kia nó sợ, mà nhiều con cầm cây lên nó càng hung dữ, nó tấn công mình nữa. Thôi giờ cho ông mớ tiền á, mấy triệu bạc á, 3 triệu 8 á, khoảng tờ 200k. Bây giờ muốn đốt không? Tự đốt đi, tự đốt tự xài đi. Đây
đó làm thầu số đề giàu lắm mà giờ nghèo dữ vậy hả? Thầu đó banh nữa. Ghê thiệt. Ồ, 3 triệu 8 đúng luôn. Đúng không? Sao không biết hay chứ vậy? Tới coi, đây đây. Nó đốt cho. Hay là muốn khỏi đốt? Ồ, đốt đi. Rồi... Trời đất ơi, coi cùng có cỏ anh ta. Đâu quá. Có tiền này rồi đi vô chùa để dành làm lộ phí nha, nghe kinh Phật nha. Rồi tu ở trong chờ ngày được chuyển kiếp. Chuyến này chuyển kiếp rồi đừng có đào thai lên làm thầu đề nữa nha ông già. Có tiền này mà về mở cái bàn mua cái thùng món với số hết đời luôn. Ờ, bán với số được. Đừng có bán đề được rồi ha. Hiểu không? Bán đề thì một hay là sau này làm việc ác rồi xuống Long Phủ á, đày đọ tiếp nữa, biết không? Trời ơi, trốn được lên đây mà không chết xuống dưới chi với cái nội. Ừ. Sẽ có cả nhà. Rồi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi đưa Hương Linh về chùa Nam Tông bên đây nè, chùa Khmer. Ừ, niệm đi cô. Nam Mô Di Đà Phật. 3-4 lần. Ừ, chắp tay lên vậy nè, đi vô chùa mình cũng phải chắp tay vậy nè. Ừ. 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 Rồi hả? Ừ. Rồi ok. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bệnh trong người đó nha. Mới làm phép, làm cái thực. Đưa cha nội thầy số đề đi về chùa rồi. Thì ok cả nhà, hôm nay mình quyết định đi vô đây tìm ông thầu đề để giúp cho ông về nơi tu tập để nghe được kinh Phật. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.